Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 10 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung được bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh gặp mặt và trao hơn 200 xuất quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin tại các địa phương. Đề xuất bố trí hơn 2.000 tỷ đồng làm đường sắt kết nối từ ga Lào Cai Việt Nam tới ga Hà Khẩu Trung Quốc. Dự báo từ đêm nay 10 tháng 8, vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ gây ra đợt mưa dông kéo dài. Các địa phương và người dân trong tỉnh nâng cao ý thức, chủ động các phương án phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đến ngày 9 tháng 8, Lào Cai đã hoàn thành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Tin quốc tế, cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel và Hamas đàm phán. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác đầu tư vào Việt Nam nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Sau khi thống nhất với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ Thái Lan lần thứ hai tại tỉnh Lào Cai. Dự kiến tham dự sự kiện này có khoảng 400 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương của Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Thái Lan, và lãnh đạo 14 địa phương vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thông qua các hoạt động tại hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Thái Lan nói chung, tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương đối tác Thái Lan nói riêng. Theo nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các hoạt động hội nghị gặp gỡ Thái Lan lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024 tại thành phố Lào Cai và thị xã Sapa. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam mùng 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt và trao hơn 200 xuất quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin tại các địa phương trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có hơn 1.100 người bị nhiễm trực tiếp. Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, Hội chữ thập đỏ và câu lạc bộ trái tim nhân ái Lào Cai đã quy động nguồn lực xã hội hóa trên 100 triệu đồng và tổ chức trao 200 xuất quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin tại các địa phương trong tỉnh. Cùng với đó, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các nạn nhân chất độc da cam. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần tri ân những người đã từng tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, qua đó động viên, khích lệ, hỗ trợ các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cục Đường sắt Việt Nam vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2026-2031 để thực hiện dự án đường sắt kết nối từ ga Lào Cai Việt Nam đến ga Hà Khẩu Trung Quốc thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo đồng bộ và phù hợp với khối lượng vận tải khi hình thành tuyến đường sắt mới Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đưa vào khai thác sử dụng. Tổng mức đầu tư dự kiến 2.150 tỷ đồng. Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031. Trước đó, dự án này đã được nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu vận chuyển hàng hóa liên vận trên tuyến đường sắt qua cửa khẩu này tương đối lớn. Tuy nhiên, vận tải đường sắt còn khó khăn do vênh khổ đường. Cụ thể, hiện nay đường sắt Trung Quốc đã chuyển đổi sang khổ đường 1.435 mm từ năm 2014. Điểm cuối của mạng đường khổ này là ga mới Hà Khẩu Bắc. Chỉ còn vài tuyến ngắn, khu vực biên giới có đấu nối khổ 1.000 mm. Do đó, tàu Việt Nam từ ga Lào Cai sang Trung Quốc chỉ đến được các ga Hà Khẩu, Sơn Yêu và Hà Khẩu Bắc. Tại ga Hà Khẩu Bắc, hàng hóa sẽ phải chuyển tải sang toa mới đi tiếp được vào mạng đường sắt Trung Quốc. Còn ngược lại, tàu Trung Quốc cũng không thể sang được Việt Nam để xếp hàng và quay trở lại đi trên mạng đường sắt Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo khoảng đêm nay 10 tháng 8, vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ gây ra đợt mưa dông kéo dài.
Theo đó, đêm về sáng ngày 11 tháng 8, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào huyện Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn và Simacai. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày. Hiện thời tiết Lào Cai đang nắng nóng khi chuyển xấu dễ phát sinh lốc tố, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Vì vậy, người dân trong tỉnh, nhất là các khu vực vùng núi cần chủ động phòng tránh dạng thiên tai trên có thể xảy ra gây thiệt hại. Phòng ngừa mưa lớn cục bộ sinh lũ quét, trượt lở đất đá các vùng trũng thấp, nơi hợp lưu các sông suối, khu vực hạ du thủy điện để phòng ngập úng sâu. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão năm nay đến sớm và diễn biến phức tạp khó lường, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hoa màu tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Còn theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đây đến hết tháng 9 mới là mùa mưa lũ chính ở miền Bắc. Nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét ở vùng núi vẫn luôn thường trực. Bên cạnh sự sẵn sàng ứng phó của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, thì người dân cũng cần tiếp tục nâng cao ý thức, chủ động các phương án phòng chống để giảm thiệt hại. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mảnh ruộng canh tác của gia đình ông Giàng Xeo Tráng ở bản Mau 2, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên xuất hiện vết nứt, chiều dài khoảng 100m, rộng 30cm và đang tiếp tục mở rộng thêm. Sau khi phát hiện vết nứt, các hộ dân đã báo cho chính quyền địa phương. Cày bừa xong thì nó xuất hiện vết nứt này, giờ nhà mình không canh tác được mà chỉ sợ nó sạt xuống, nguy hiểm lắm. Qua quan sát bằng mắt thường thì thấy rằng là cái vị trí này là có nguy cơ sạt lở. Thế và hiện nay chúng tôi đã có giải pháp, đó là các hộ dân dưới kia thì đã di chuyển ra ngoài để sinh sống. Thế và ban ngày thì họ cũng là nấu cơm. Thế và đối với xã thì thường xuyên quan sát cái vết nứt ở chỗ này. Thế và có hiện tượng gì thì cũng báo cáo ngay cho huyện. Thế và giải pháp trong thời gian tới của chúng tôi thì là sẽ di chuyển ba hộ này ra khỏi vùng sạt lở. Tại thành phố Lào Cai cũng xuất hiện hàng chục điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tại những khu vực này, chính quyền địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân đối với những nguy cơ mà sạt lở thì đề nghị bà con là hạn chế đi lại, cảnh giác cao, di chuyển tài sản, cây cối, hoa màu ra khỏi những vùng mà có nguy cơ bị sạt lở. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện toàn tỉnh có gần 800 điểm sạt lở đã được dự báo, cảnh báo. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, ngành đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp ứng phó khắc phục, đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi, kiểm tra đối với các điểm có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo, di chuyển người dân đến nơi an toàn. Xây dựng ra kế hoạch để bằng các cái nguồn vốn để có cái sớm để khắc phục những cái khu vực mà có thể khắc phục được. Còn những cái khu vực sạt lở như cái khu sạt này thì trước mắt là sẽ chỉ đạo cho chính quyền xã cũng như là huyện là sẽ tạm thời di còn chuyển bà con ra những cái khu vực khác. Thế còn cái phương án thì sẽ xây dựng phương án trên cơ sở đấy để bố trí các cái quy hoạch đất làm sao cho nó phù hợp để cho bà con di chuyển ổn định đời sống lâu dài cũng như phát triển sản xuất. Sau khi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát, đến nay đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký ủng hộ. Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2024, toàn tỉnh đã có 19 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đăng ký ủng hộ và 19 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp cá nhân đã chuyển tiền ủng hộ với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng. Trong đó đăng ký ủng hộ hơn 47 tỷ đồng, đã nộp và chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản gần 5,5 tỷ đồng. Thực hiện quyết định số 53 ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 và nghị quyết số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Tỉnh Lào Cai phấn đấu sẽ hoàn thành xong mục tiêu hỗ trợ làm nhà ở cho 8.227 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo trước tháng 9 năm 2025.
Tỉnh Lào Cai đã hoàn thành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 vào 21 giờ 30 phút hôm qua, ngày 9 tháng 8. Tính đến hết ngày 9 tháng 8, toàn tỉnh đã tổ chức thu thập thông tin được 17.179 hộ, đạt 100% kế hoạch, sớm hơn kế hoạch của Trung ương 6 ngày. Có hai đơn vị cấp huyện là thành phố Lào Cai và huyện Bát Sát đã hoàn thành sớm nhất cuộc điều tra. Còn huyện Mường Khương là địa phương cuối cùng của tỉnh cũng đã hoàn thành cuộc điều tra vào 21 giờ 30 phút tối ngày hôm qua. Theo đánh giá, công tác điều tra thu thập thông tin được các điều tra viên thực hiện theo đúng quy trình, thông tin thu thập chính xác, đạt chất lượng tốt. Các tổ trưởng điều tra, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ địa bàn được phân công và hỗ trợ kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện điều tra. Để phục vụ hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế xã hội, Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Kế hoạch này đang được công an các địa phương dồn sức thực hiện với mục tiêu phấn đấu sẽ thu nhận 100% hồ sơ cấp căn cước cho công dân trong tháng 10 năm 2024. Bản Lầu là địa phương đầu tiên của huyện Mường Khương triển khai cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân. Mặc dù đã gần 10 giờ đêm, nhưng vẫn còn nhiều người dân đưa con đến trụ sở công an xã làm căn cước. Do một bộ phận đồng bào không giao tiếp được bằng tiếng phổ thông, nên công an xã cử các cán bộ chiến sĩ biết tiếng dân tộc để hướng dẫn bà con khai báo thông tin. Lực lượng an ninh cơ sở không quản ngại ngày đêm với phương châm là còn dân chờ, còn giờ làm để quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thông qua hệ thống loa truyền thanh đến từng thôn bản, công an xã Bản Lầu đã tích cực tuyên truyền về đợt cao điểm cấp căn cước, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách công dân thường trú trên địa bàn, sẵn sàng cho việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước đồng loạt ở tất cả mọi lứa tuổi. Chúng tôi đã giao cho lực lượng cán bộ giáo viên nhân viên của các đơn vị nhà trường sẽ phối hợp cùng lực lượng của công an xã như là lực lượng đoàn, lực lượng phụ nữ như là tổ an ninh, tổ cộng đồng để thực hiện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của ban huyện Mường Khương. Triển khai kế hoạch cao điểm 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân đảm bảo tiến độ. 9 trên 9 đơn vị cấp huyện đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm, không kể ngày đêm, đến từng trường học, thôn bản, tổ dân phố, tuyên truyền để nhân dân biết đến trụ sở công an xã làm căn cước, đồng thời đảm bảo các điều kiện triển khai, không để người dân phải chờ lâu. Nhà nước làm này là rất tạo điều kiện cho nhân dân, những người mà đỡ phải đi lại, nó thuận tiện rất là nhiều. Thế nên là chúng tôi dù bận rộn nhưng mà cũng cố gắng đi làm cho các cháu để cho nó an tâm được sau này là chỉ cần cầm mỗi cái giấy đi là tất cả mọi cái giấy tờ thủ tục đều coi là giảm bớt đi. Theo thống kê, toàn tỉnh còn 222.045 trường hợp, bao gồm công dân dưới 14 tuổi và công dân trên 14 tuổi chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Với 70 ngày đêm cao điểm, lực lượng công an toàn tỉnh đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân cho tất cả các đối tượng trong tháng 10 năm 2024. Sau gần 4 năm đưa vào trồng, giống bận tà van chín sớm phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu ở Bắc Hà, bổ sung vào cơ cấu giống cây ăn quả ôn đới của tỉnh. Mùa thu hoạch mận tà van chín sớm vào đầu tháng 5, sớm hơn gần 1 tháng so với mận tam hoa. Mặc dù nhỏ hơn quả mận tam hoa, nhưng mận ăn giòn, quả chín có vị ngọt. Hiện Bắc Hà có gần 20 hectare mận tà van chín sớm, trong đó 3 hectare đã cho thu hoạch. Với hiệu quả thực tế, huyện đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng cây mận tà van chín sớm đến hết năm 2025 lên khoảng 200 ha, tập trung tại các xã Na Hối, Tà Trải, Bản Phố, Thải Giang Phố. Với việc mở rộng diện tích sẽ kéo dài mùa mận ở Bắc Hà, tạo thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm, cung cấp thêm dịch vụ trải nghiệm du lịch nông nghiệp cho khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, huyện Simacai đang có gần 8.000 người đi làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cùng với giải quyết việc làm, tăng thu nhập, con số này còn thấy được tư duy, nhận thức của đồng bào ở địa bàn vùng cao này đã có được sự thay đổi đáng kể. Kết quả này cũng phản ánh hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm tại địa phương.
cách nhà gần 40 km. Trời lại mưa, nhưng anh Cư Seo Lao vẫn đến chợ phiên Cán Cấu. Không chỉ đến chợ mua sắm, mà tại đây anh còn được nghe cán bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Simacai tư vấn cung cấp những thông tin cần thiết về lao động, việc làm. Con tôi năm nay 18 tuổi rồi, cũng muốn cho nó đi xuất khẩu lao động, nhưng mà không biết hết nhiều tiền hay không. Hôm nay đến đây nghe cán bộ tư vấn là mình biết rồi, chưa đủ tiền thì có thể đến ngân hàng chính sách xã hội vay để cho con đi. Sau này nó làm được tiền gửi về trả nợ sau. Không chỉ ở chợ phiên mà những thông tin về lao động, việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng được tổ tư vấn giới thiệu việc làm huyện Simacai truyền tải trực tiếp đến bà con thông qua những buổi họp thôn hay các hoạt động cộng đồng. Chúng tôi cũng sẽ lồng ghép với một số chương trình làm sao để tuyên truyền tới nhân dân một cách là hợp lý và tiết kiệm được cái thời gian của bà con. Bà con cũng rất là phấn khởi và có nhiều bà con là cũng xuống các công ty để làm. Cung cấp thông tin hữu ích, phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là tuyên truyền tư vấn bằng tiếng địa phương. Cách làm tại huyện Simacai giúp người dân dễ tiếp cận, đưa ra lựa chọn đúng. Nên những buổi tuyên truyền giới thiệu việc làm về thôn bản luôn thu hút đông đảo người dân. Tôi cũng muốn chọn một nghề nào đấy để đi làm, nhưng mà con còn nhỏ nên là vẫn chưa thể đi được. Con lớn thì tôi vẫn phải đi làm. 80% là thanh niên từ 18 đến 45 tuổi là đi làm các cái công ty, thì rõ ràng là cuộc sống của bà con ngày càng được đi lên vì tăng thêm cái thu nhập, cho nên là cái bộ mặt của thôn nhờ vào đó là cũng được phát triển. Với nhiều nỗ lực và sáng tạo, hiện Simacai có gần 8.000 người đi làm tại doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Nhiều người đang có việc làm, mức thu nhập ổn định, qua đó thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn. Tiếp tục chương trình, 15 tỉnh, thành phố tham dự liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính năm 2024. Công bố chi tiết về nghi phạm âm mưu tấn công buổi diễn của Taylor Swift. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng năm 2024, lực lượng chức năng Bộ Công Thương đã xử lý 247 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Tổng cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra 1.355 vụ việc, số vụ xử lý là 247 vụ, số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu của doanh nghiệp gồm không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định, mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối theo quy định, buôn bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, kinh doanh xăng dầu nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ 7 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội. Tham dự liên hoan có các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa bàn 15 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như biểu diễn giới thiệu nghệ thuật hát then đàn tính gồm hát, múa trong then, hòa tấu đàn tính, liên hoan sẽ trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống, trưng bày ảnh di sản nghệ thuật hát then đàn tính, trình chiếu phim tài liệu về di sản thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, sau khi Mỹ, Ai Cập và Qatar ra tuyên bố kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và ba nước phương Tây là Anh, Pháp và Đức cùng
cũng kêu gọi Israel và Hamas nhanh chóng nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn vào tuần tới. Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ra tuyên bố hối thúc Israel và Hamas chấp nhận lời kêu gọi của các nước trung gian hòa giải, nối lại các cuộc đàm phán vào ngày 15 tháng 8 tới. Trong khi đó, Tổng thống Pháp đã tái khẳng định lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, còn Thủ tướng Đức cũng bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ lời kêu gọi đàm phán được Mỹ, Ai Cập và Qatar đưa ra. Về phần mình, Ngoại trưởng Anh cho biết London hoàn toàn ủng hộ tuyên bố chung từ Qatar, Ai Cập và Mỹ, nhấn mạnh không thể trì hoãn thêm và xung đột phải chấm dứt ngay lập tức. Quân đội Israel mới đây vừa ra lệnh sơ tán trên diện rộng ở các khu vực xung quanh thành phố Khan Yunis thuộc miền nam dải Gaza. Lệnh sơ tán của Israel khiến 15.000 người dân Palestine đang sinh sống tại các khu vực trên buộc phải di dời. Những người cao tuổi sức yếu, những đứa trẻ ngủ vạ vật trên tay mẹ. Ngày nào may mắn thì có xe kéo, xe bò, còn đa phần thì người dân đều chỉ đi bộ. Những người dân này đang phải di rời theo lệnh sơ tán khẩn cấp của Israel, nhưng chính bản thân họ cũng không biết đâu sẽ là nơi an toàn cho mình. Hơn 38.000 thường dân đã thiệt mạng và cuộc khủng hoảng nhân đạo trên dải Gaza cũng vẫn đang mỗi lúc thêm trở nên trầm trọng, phủ bóng đen tăm tối xuống nghìn vạn mảnh đời khác nữa. Ngày 10 tháng 8, một trận động đất có độ lớn khoảng 6,8 đã xảy ra ở gần vùng duyên hải tỉnh Hokkaido của Nhật Bản. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào khoảng 12 giờ 29 phút giờ địa phương, tức 10 giờ 29 phút giờ Việt Nam. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần sau động đất, đồng thời chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất gây ra. Trận động đất xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra siêu động đất trong khoảng một tuần tới. Sau khi cơ quan khí tượng Nhật Bản ban hành cảnh báo sau trận động đất có độ lớn 7,1 Richter ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyazaki, ở rìa phía tây của rãnh Nankai, làm rung chuyển khu vực tây nam nước này. Giới chức Áo ngày 9 tháng 8 cho biết, nghi phạm 19 tuổi âm mưu thực hiện vụ tấn công khủng bố tại buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Taylor Swift ở Viên, chỉ gần đây mới có biểu hiện cực đoan hóa. Giới chức cảnh sát Áo cho biết, quá trình tự cực đoan hóa của nghi phạm diễn ra rất nhanh và đối tượng này đã thề trung thành với IS trong một video đăng trên mạng. Nghi phạm cũng nói với mọi người rằng có một kế hoạch lớn sau khi nghỉ việc vào tháng trước. Nghi phạm được truyền thông Áo xác định là Beran A, xuất thân từ Bắc Macedonia. Đây là đối tượng lớn tuổi nhất trong số 4 thanh thiếu niên liên quan bị cảnh sát Áo bắt giữ cho đến nay. Những nghi phạm còn lại ở độ tuổi 18, 17 và 15. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện khí hậu thiên nhiên ưu đãi, Lào Cai đang sở hữu nhiều nông sản đặc hữu, đặc biệt từ việc chú trọng xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đã đạt ra OCOP, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Niềm vui làm sản phẩm OCOP là những hình ảnh chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay. Có đầu ra thì yên tâm, mình chỉ lo là trồng và chăm sóc cây để cho nó đạt tiêu chuẩn thôi. Không phải lo đầu ra như mọi cây trồng khác nữa, mình rất vui. Giúp bà con nông dân tại địa phương tại tỉnh Lào Cai kết nối và đưa cái sản phẩm chuối Tiến Vua cũng như là chuối ngự được vươn xa ra ngoài địa phương, thấy dẻo và làm sao mà giữ nguyên được cái hương vị truyền thống ngon nhất của chuối trồng trên đất đồi Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay mùng 10 tháng 8, vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ gây ra đợt mưa dông kéo dài. Do đó, đêm về sáng ngày 11 tháng 8, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Sau mưa gia tăng về lượng và diện, rải rác, mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn và Simacai. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Thời tiết đang nắng nóng khi chuyển mưa, dễ xảy ra các hiện tượng như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Vì vậy, người dân trong tỉnh, nhất là các khu vực, vùng núi, cần chủ động đề phòng. Ngay sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.